Xin chào các bạn, hôm nay tôi tiếp tục là cái loạt bài hướng dẫn về sử dụng Docker. Thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng một cái lệnh của thằng Docker, đó là Docker search. Thì cái lệnh này để dùng mà search một cái email ở trên cái thằng Docker Hub, hay còn gọi là Docker DigiTree. Thì chúng ta có thể sử dụng cái lệnh Docker này và chúng ta search thử một cái name của một cái container nào đó chẳng hạn. Thì ví dụ như bây giờ tôi sẽ mở cái command run lên và tôi sẽ đi search thử một cái container là Nginx chẳng hạn. Đây, tôi sẽ có lệnh là Docker search Nginx. Thì nó sẽ hiện lên cho tôi một danh sách các image mà nó có ở trên thằng Docker Hub như vậy. Thì cái mà đầu tiên, cái Nginx đầu tiên là cái mà có cái số lượng là người ta sử dụng nhiều nhất. Thì tôi sẽ đi sử dụng cái Nginx đầu tiên này. Thì tôi sẽ đi pull cái image này về. Chẳng hạn như bây giờ tôi gõ là Docker image này, thì trên máy của tôi hiện giờ đang có ba cái Docker image như vậy. Và bây giờ tôi sẽ đi pull cái image Nginx này về, thì tôi sẽ có lệnh là Docker pull Nginx. Thì mặc định nếu mà các bạn không thêm mấy cái tag, mấy cái version do thì nó sẽ import do sẽ pull cái Nginx với cái tag ở đây tìm về. Đó, ví dụ tôi không sử dụng cái tag này chẳng hạn, thì tôi sẽ nhấn Enter để nó pull về này. Đó, thì nó sẽ import cái tab default là native này. Đó, các bạn sẽ xem thấy nó cái dòng console như vậy này. Đó, như vậy là nó đã import được cái Nginx về rồi này. Bây giờ tôi sẽ có lại có Docker image để kiểm tra này. Đó, thì bây giờ nó có cái download được cái image là Nginx với cái tab native về rồi này. Ngoài ra còn một cách thứ hai để mà chúng ta search thử một cái container, một cái email nào có ở trên cái thằng Docker Hub không, thì chúng ta có thể vô cái trang hub.docker.com này. Và ví dụ như tôi bây giờ tôi sẽ có cái search Nginx này. Thì khi mà các bạn search trên này thì các bạn có thể thấy được nhiều cái thông tin khác nhau, như là mấy cái tab mà nó support này. Đó, thì nó có nhiều cái version khác nhau. Thì khi sử dụng thì chúng ta nên pull một cái container email với lại một cái tag cụ thể nào đó. Ví dụ như ở đây các bạn muốn thêm pull một cái Nginx với một cái tag cụ thể, ví dụ như là 1.23.1 chẳng hạn, thì các bạn thêm dấu hai chấm rồi các bạn có 1.23.1 chẳng hạn, rồi các bạn nhấn Enter thì nó sẽ pull về cho các bạn cái email với cái version cụ thể. Thì tôi khuyên là các bạn nên sử dụng cái cách thứ hai là thêm một cái tag cụ thể nào đó. Vì khi mà chúng ta import một cái email với một cái tag cụ thể thì cái môi trường của chúng ta nó sẽ được stable, nó sẽ được ổn định. Còn nếu mà chúng ta xài native thì cái môi trường của giữa các version khác nhau thì nó có cái sự khác nhau, và chúng ta khó trong cái vấn đề quản lý. Đó, thì bây giờ chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là run cái Nginx để lên. Thì tôi để chạy thì tôi sẽ có lệnh là Docker run này, trừ p là cái bọt này, thì cái bọt mà tôi muốn expose ra là 80, từ cái bọt 80 và cái tên của cái image là Nginx này. Rồi tôi nhấn Enter này. Thì nếu mà các bạn xem được mấy cái dòng console nó show ra như vậy, tức là các bạn đã tạo được cái Nginx lên rồi. Thì bây giờ chẳng hạn như tôi sẽ vô trình duyệt này. Bây giờ tôi sẽ vô trình duyệt và tôi gõ localhost này và tôi nhấn Enter này. Đó, thì nó hiện lên cái thằng welcome to Nginx như vậy. Đó, tức là cái web của chúng ta sử dụng của thằng Nginx nó đã tạo lên được rồi. Đó, thì như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn search một cái email sử dụng cái lệnh là Docker search. Đó, và đồng thời tôi cũng hướng dẫn các bạn search thử một cái email ở trên cái thằng Docker Hub. Thì ở trên Docker Hub này thì các bạn có thể xem được đầy đủ các thông tin về các version của cái email của các bạn. Đó, thì các bạn có thể tham khảo cái lệnh Docker search này đây. Đó, đó, cách hướng dẫn sử dụng rồi mấy cái tùy chọn vân vân. Đó, thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.